Thì trong những ngày gần đây thì quý vị cũng đã biết rồi, hiện tại thì sư đã ẩn tu. Tuy nhiên đó, những cái vấn đề mà nó diễn ra trong suốt những ngày vừa qua khiến cho cộng đồng mạng phải là bức xúc. Thì hôm nay đó quý vị, có rất nhiều tờ báo cũng đã đăng tải những cái thông tin nó liên quan đến những cái sự việc mà sau khi sư Minh Tuệ ẩn tu. Thì trước khi mà chia sẻ cái câu chuyện thì tôi cũng xin giống như là cá bảy màu vô nhà ông sư Minh Tuệ, như là một trong những cái chốn không người đâu quý vị. Một trong những hình ảnh nó cực kỳ phản cảm. Họ vô quý vị thấy, họ vô rồi họ cái như là chụp hình, rồi họ ngồi cái như là đủ tất cả các tư thế. Một cái không gian sống của gia đình người ta như vậy, đến bây giờ xin thưa quý vị là những con người này đã bắt đầu họ vô là họ làm cái như là nó xáo trộn cuộc sống của gia đình ông sư Minh Tuệ lên. Và những cái tờ báo hôm nay người ta cũng đã lên án rất ghét trong vấn đề này. Thì trong đó có một cái tờ báo nó đưa ra cái tựa đề thế này: khi nào ông Thích Minh Tuệ và gia đình giải thoát được cảnh đeo bám. Nhiều người hưởng lợi từ việc khai thác hình ảnh ông Thích Minh Tuệ, nhưng bản thân ông và gia đình chỉ nhận những rắc rối, không biết khi nào mới thoát ra được. Ở trong này chúng ta cũng thấy cái tờ báo này cũng thể hiện rất rõ là người ta vẫn dùng là cái từ Thích Minh Tuệ như quý vị. Mạng xã hội lan truyền một clip dài khoảng 1 phút, 1 phút quay lại cái cảnh nhiều người phụ nữ trung niên mặc váy với họa tiết lấy cảm hứng từ trang phục của ông Thích Minh Tuệ đổ bộ vào nhà ông ở Gia Lai xếp hàng chụp ảnh. Những cái vấn đề, những cái hình ảnh vừa qua mà tôi đưa lên đó quý vị, đó là một trong những cái hình ảnh này cực kỳ phản cảm, nhìn nó chẳng giống ai hết trơn quý vị, nó không có duyên, nhưng những hình ảnh này nó không có duyên chút nào hết trơn. Có rất nhiều người cũng đã lợi dụng hình ảnh của ông để trục lợi. Nhưng mà bản thân ông sư Minh Tuệ và gia đình thì nhận những cái kết cực kỳ đáng. Một cái sự nổi tiếng mà như ông sư Minh Tuệ thì thật sự không ai dám nổi tiếng quý vị. Một cái kết mà đã đánh đánh nhát vậy đó, vậy mà có một số kẻ thành phần đó nó vô nó còn công kích, nó còn chửi bới ông, thậm chí rằng nó còn đang xuyên tạc cái gia đình của ông. Nổi tiếng này là một trong những cái gọi là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ người ta mới nổi tiếng, do cái lực lượng YouTube, TikToker quá nhiều. Và đến bây giờ bị người ta khai thác hình ảnh một cách coi như là quá nhẫn tâm. Ông đi gọi là ông đi trốn với những cái thành phần mà hiếu kỳ mà vô tri, thì đến bây giờ cũng không có được yên. Ông con là đi trốn rồi, bây giờ đi ra đây khất thực, xin thưa quý vị là coi như là cũng phải là nhìn trước ngó sau, đi ra khất thực sợ đám đông bu theo nữa, cho nên ông cũng có những cái gọi là đánh đo rất nhiều. Thì bây giờ cái nhóm người mà nghe cái thông tin là ông sẽ quay lại nữa đó, thì bắt đầu bây giờ nó quay nó hành cái nhà là ông cha, nó vô bắt đầu nó vô trong nhà mà có những cái cảnh thế này. Bây giờ đó bắt hai ông bà già là phải chịu trận. Đây là một trong những cái xin thưa quý vị, chúng ta cũng phải lên án mạnh mẽ cho những cái con người này. Ý thức người ta không có, ý thức nó gọi là nó rẻ quá, người ta không còn cái ý thức, đang làm phiền gia đình ông sư Minh Tuệ rất nhiều. Không gian riêng tư của một gia đình là nơi bất khả xâm phạm nếu chủ nhà không cho phép. Nhà là nơi nghỉ ngơi của các thành viên trong gia đình của ông Thích Minh Tuệ, trong đó có bố mẹ ông, nay tuổi đã cao sức yếu. Tuy nhiên, ở nơi đây lại bất ngờ trở thành địa điểm tham quan bất đắc dĩ khiến cuộc sống của gia đình ông Thích Minh Tuệ bị đảo lộn hoàn toàn. Bất chấp sự vắng mặt của nhân vật chính, một số người dân hiếu kỳ liên tục quấy rầy gia đình ông Thích Minh Tuệ, khiến cho bố mẹ ông đáng lẽ được nghỉ ngơi thì nay phải tiếp khách từ sáng đến đêm. Khủng khiếp không quý vị? Cái nhóm người mà xin thưa quý vị, bây giờ người ta bao vây đó, người ta bao vây chỗ nhà ông sư Minh Tuệ là xem như là bất cỡ giờ giấc. Vừa mở mắt ra là thấy có nhiều người họ đứng trước cổng rồi,
bắt đầu là mở cửa ra là một đoàn người ta vào là khoảng là 20-30 người. Lúc nào cũng vậy, mà người ta vào đâu phải người ta vào người ta ra liền đâu quý vị. Rồi người ta đi ngắm chỗ này, đi nghía chỗ kia, đi lục chỗ này, đi hốt chỗ nọ. Ủa cái văn hóa nào mà thật sự quý vị mà đi vô nhà người ta mà kiểu mà xăm soi như vậy quý vị? À, cái tư cách nào mà vô nhà người ta xăm soi một cái gọi là quá vô duyên như thế, đúng không? Không ai chấp nhận cả. À, những cái hành vi này xin thưa quý vị, không ai chấp nhận hết. À, mà có nhiều người họ vô họ làm mới hay. Có nhiều người họ vô thật sự là họ làm một cái là bất chấp. Họ vô là thật sự họ không còn nghĩ đây là cái nhà riêng tư của là gia đình ông Sư Minh Tuệ, mà họ nghĩ đây là một cái nhà quan chức chủ. Đó. Vô là họ lục lọi như là một kẻ trộm. Đó. Nhìn anh mặc cũng đẹp đó quý vị, mà cái tư cách không đẹp. Nhìn anh mặc nó cũng có duyên mà tư cách nó kém duyên. Đó. Có lẽ khi có lẽ không một ai muốn mình hoắc đến mức này. Bởi lợi đâu không thấy, chỉ thấy rắc rối và sự phiền nhiễu. Ông Thích Minh Tuệ rõ ràng không thể yên thân để tu tập khi nhất cử nhất động đều có người theo ghi lại. Còn gia đình ông thì không thể có cuộc sống bình yên như trước đây. Đó quý vị, quá khủng khiếp. Trước đó ở một phóng sự phát sóng trong cái thời sự 19 giờ ngày 8 tháng 6 thì trên VTV1 ông Thích Minh Tuệ phải lên tiếng khuyên đám đông hãy về làm việc của mình. Ông không cần ai đi theo bởi điều đó làm mất tật tự và ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Tuy nhiên dường như những lời đề nghị này không có tác dụng. Chúng ta đâu phải là thật sự đâu phải là ông Sư Minh Tuệ lần đầu tiên ông đề nghị đâu quý vị. Ông đã rất nhiều lần cũng đề nghị giống như là cũng van xin, mà cái lời của ông hình như nó chưa lọt vào tai của những con người mà họ không có cái ý thức, chưa lọt vào tai của những con người mà họ cái như là vô tri. Đây tôi phải nói xin lỗi một câu đó, ông anh nào, ông chú, ông bác nào mà có những người như thế này thì lên mà nó thật sự cũng lo mà lôi họ về đi, làm ảnh hưởng quá, nó làm xấu xa quá. Mặc thì muốn mặc cho đẹp đó. Mà cái bộ đồ thì nó cũng phải sạch sỡ vậy đó. À, như là một con cá bảy màu, cũng muốn cho nó đẹp, cũng muốn để mà thật sự để mà lấy điểm với là cái như là những cái người mà họ đang cái như là yêu thương ông Sư Minh Tuệ thì mình phải có cái hành động đẹp chứ. Ai đâu mà anh mặc đẹp mà cái hành động, xin thưa quý vị, nó xấu mà gọi là xấu tệ luôn, đúng không? Là một người phụ nữ đáng biết cái vấn đề đó là mình phải tự ý thức lấy quý vị, chứ không cần ai phải nhắc nhở, không cần ai phải là cái như là lên tiếng. Một người phụ nữ phải tinh ý, một người phụ nữ phải duyên, chứ một người phụ nữ đây thời xưa quý vị đó là tinh ý không thấy đâu, mà cái duyên dáng không thấy đâu, mà thấy là những cái gọi là nó vô duyên, gọi là vô duyên sặc mùi. Lấy cái cớ gì mà vô nhà người ta mà giống như là một cái gọi là giống như là một cái nơi mà không người như vậy đó. Rồi tới trước bàn thờ của người ta mà quỳ mà lạy, tới trước bàn thờ người ta còn tạo dáng, tới trước bàn thờ người ta mà ngồi tạo dáng, xin thưa quý vị, cái này không ai chấp nhận được. Cái cô gái kia tới trước bàn thờ quý vị thấy không đó. Trẻ con thì quỳ lạy, người lớn thì ngồi trước bàn thờ, nó làm một cái cảnh huyên náo, ngoài sân, ngoài hè, ngoài hiên, ở đâu đâu cũng có người, đâu đâu cũng có người, làm cái kiểu gì mà lạ lùng vậy? Cái ý thức ở đâu? Nhìn cái mặt cũng đẹp gái quá trời quá đất mà sao thật sự ý thức mà nó đòi dữ vậy? Ý thức gì đâu mà toàn ý thức lùng không vậy? Cũng do cái đám này đây quý vị, cũng do những cái con người mà thiếu ý thức thế này, cho nên ông Sư Minh Tuệ là ông gọi là ông trốn biệt luôn đó. Chứ còn nếu mà như chúng ta đó yêu thương một người thì mình cũng phải là để tạo cái điều kiện tốt nhất cho người đó. Chứ ai đâu mà yêu thương ông Sư Minh Tuệ mà bây giờ theo dí ông vô cái đường cùng đấy mà yêu thương cái gì? Thế
báo chí là báo chí cũng đã lên tiếng, TV thời sự ta đã lên tiếng, công an người ta cũng đã lên tiếng. Mong rằng bà con á, thật sự cũng phải có cái ý thức, chứ ai đâu mà chơi kiểu này, xin thưa quý vị, không ai chơi lại. Vậy đó mà chứng nào tật nấy thôi. Để vừa bắt đầu là ông Sư Minh Tuệ, ông vừa lén một cái bắt đầu là lên xuyên tạc, lên bảo rằng cơ quan chức năng người ta thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà lúc ông Sư Minh Tuệ ông xuất hiện lại thì có những cái hành động nó không đẹp, nó không hay. Để ông phải trốn. Có bao giờ mà nằm đêm đó quý vị, có bao giờ nằm đêm mà những con người mà gọi là cái mặt nó đẹp mà cái nhân cách nó không có như thế đây đó, rồi họ có hỏi một cái dấu hỏi là vì sao không quý vị? Tôi nghĩ chắc họ không hỏi đâu. Họ làm cho đã cái nư của họ đó, chứ họ không có hỏi là vì sao mình có những hành động mà nó xấu như vậy. Mấy người đây mà loạn chọn về chồng mà nhắc nhớ là người ta họ chửi cả chồng luôn đó. Vô nhà người ta mà như một cái chốn không người. Cơn ác mộng của gia đình ông Sư Minh Tuệ. Ông Thích Minh Tuệ trở thành một nhân vật được quan tâm đặc biệt trên truyền thông, mang lại lượt view lớn trên mạng xã hội. Thậm chí đã có những trend đi theo ông Minh Tuệ kiếm được 60 triệu đồng trên một ngày. Quý vị thấy khủng khiếp không? Một ngày đó, một ngày các kênh YouTube nó đi theo ông Sư Minh Tuệ nó kiếm khoảng là tầm cả như là 2-3 ngàn đô là chuyện bình thường. Một cái mức thu là thật sự quý vị cực kỳ hấp dẫn, đúng không? Đi theo ông Sư Minh Tuệ quay phim không là đăng tải lên là một ngày là kiếm tầm khoảng 2-3 ngàn đô là chuyện bình thường. Một cái mức thu khủng khiếp như vậy đó thì mãi mãi không bao giờ nó bỏ. Cái này nếu như cơ quan chức năng làm không mạnh tay với một số kênh YouTube thì không bao giờ nó buông ông Sư Minh Tuệ. Và những ông kia nữa, chứ không phải ngoài ông Sư Minh Tuệ ra thì những ông kia nữa. Đến bây giờ quý vị thấy cũng có rất nhiều kênh nó quay, nó đu theo, nó quay quá trời quá đất. Đúng không? Đấy. Cơ quan chức năng nếu như mà không có cái giải pháp thì tôi đảm bảo rằng vài bữa ông Sư Minh Tuệ ra thì nó cũng như vậy thôi. Cũng có nhiều kênh nó cũng vô nó quay bất chấp thôi. Một ngày mà nó kiếm khoảng tầm 60 triệu mà nếu mà bắt phạt nó có 7 triệu rưỡi thì quý vị nghĩ nó chơi không? Nó chơi liền. Đúng không? Nó còn lời nó chơi, cho nên phải có gọi là cái biện pháp gọi là xử phạt bổ sung. Ngoài 7 triệu rưỡi anh phạt theo luật định, còn cái như là solid, còn truy thu phạt bổ sung tất cả cái tiền mà tiền truy thu đó để đưa vào cái hội chữ thập đỏ để mà đi giúp cho một số bà con khó khăn. Phải truy thu những cái clip mà từ lúc mà cơ quan chức năng người ta ra thông báo cấm mà anh vẫn quay thì từ đó bắt đầu là truy thu. Một ngày bây giờ đó, một ngày kiếm bao nhiêu. Rồi bắt đầu là truy thu ra tất cả là xung vô trong cái gọi là cái hội chữ thập đỏ hết. Để mà đi làm những cái việc có ý nghĩa. Còn mình cứ đỡ tình trạng thế này, tôi nói quý vị, vài bữa ông Sư Minh Tuệ ông có xuất hiện nữa thì chắc anh ông cũng phải trốn một lần nữa thôi. Nó không còn một cái gì mà thật sự quý vị mà nó không có thể xảy ra hết. Nó cái gì bây giờ nó cũng lao vô, quý vị thấy không? Những con người mà bây giờ cứ lao vô như là cá lia thia bảy màu thế này mà cứ chạy loạn chạy xạ luôn. Nhà của người ta như vậy đó, mình ăn mặc cũng muốn cho đẹp mà cái hành vi nó không có đẹp. Cực kỳ xấu hổ. Ai mà có những người vợ thế này, xin thưa quý vị, chắc là ra đường phải mang cái mo câu thôi. Chứ tôi thấy nó kinh quá. Mối lợi quá lớn này khiến nhiều người bất chấp nguy hiểm, bất chấp đạo đức, miễn là có được hình ảnh ông Sư Minh Tuệ để câu view cho kênh của mình. Và sau đó là kiếm bộn tiền. Họ không màng tới việc đang làm phiền, thậm chí lợi dụng hình ảnh của ông Thích Minh Tuệ để phục vụ cho mục đích riêng. Suốt một tuần ẩn tu của ông Sư Minh Tuệ, có lẽ là khoảng lặng hiếm hoi ông có thể yên tĩnh để tu hành khi không ai biết ông ở đâu để theo. Tuy nhiên, kể từ lúc ông xuất hiện trở lại,
cụ thể là ngày 8 tháng 6 khi nhận căn cước công dân và về quê Gia Lai thì cơn ác mộng lại quay về. Khi nhất cử nhất động của ông đều bị ghi lại và đăng tải tràn lan trên mạng xã hội. Nhiều người phải thốt lên khổ như ông Sư Minh Tuệ, bởi quá thương một người tu hành mà ngay cả quyền riêng tư cũng không còn. Đấy là nó đang xúc phạm cái quyền riêng tư của một con người đó quý vị. Để. Bà Nguyễn Thị Mai, 75 tuổi, mẹ đẻ của ông Thích Minh Tuệ, chia sẻ với là Vietnamnet ngày 13 tháng 6. Hai ngày nay, nhà tôi không ai ăn uống, nghỉ ngơi gì được. Tôi bị huyết áp cao mà phải đón khách từ sáng sớm đến tận khuya mới hết. Nhiều khi đến bữa cơm họ cũng quay phim chụp ảnh khiến cho ông nhà tôi chỉ dùng một ít nước canh rồi đứng dậy, cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn. Quý vị thấy nó vô duyên không? Người ta ăn cơm mà nó tới nó chia cái máy vô nó quay ông nội ơi, ai đâu mà ăn. Cho nên ông già bà già ông Sư Minh Tuệ quá hiền từ quý vị, quá hiền từ. Cho nếu mà gặp như tôi thì ông nội nó, tôi vừa mới bưng chén cơm lên mà nó quay cái máy thì nó thật sự tới đâu tới chứ. Ở vô nhà của người ta phải có phép lịch sự chứ. Đi vô thăm là ta đi ra, ta lai ra dìa liền. Đằng này quý vị thấy mà nó đem nguyên cả cái ba lô luôn. Vô nó giục đồ ra giữa sàn nhà, nó nằm nó ngủ, nó phơi râu nó ngủ, bật mấy quạt nó ngủ. Mà nó xin thưa quý vị, xin lỗi một câu, mặc là mặc váy mà cái là bật mấy quạt thì cái như là từ dưới bật lên, ông nội nó lòi ra những cái gì mà không đáng lòi nó cũng lòi ra hết trơn. Vậy mà lên nó bắt đầu là cũng là trơ trơ đó, rồi cũng là nằm ngủ phơi phới, chẳng có một cái gì mà gọi là e thẹn hết trơn. Có nhiều cái nó kỳ cục kẹo vậy mà nhiều người thấy nó lạ lạ, thấy lạ lạ, quay gì quay bất chấp. Còn ông Lê Xuân, bố đẻ của ông Thích Minh Tuệ, dù đã 85 tuổi nhưng phải tiếp khách từ sáng sớm đến tận khuya. Theo bà Mai, nguyện vọng của ông Thích Minh Tuệ là không đóng cửa, là không đóng cửa, ai đến cũng tiếp đón bình thường nên gia đình không còn cách nào khác. Tuy nhiên nếu tình trạng này kéo dài thì ông bà không thể nào chịu đựng nổi. Bà Mai mong bà Mai mong nếu có cơ hội ông Thích Minh Tuệ được sang Ấn Độ tu tập một thời gian cho ổn định. Và cũng rất nhiều lần ông Thích Minh Tuệ mong muốn mọi người đừng đi theo mình để quay phim chụp ảnh gây ảnh hưởng tới việc ông ngồi thiền cũng như ông lưu hành. Con khất thực tu hành, con khất thực tu hành Đầu Đà phải có thời gian yên tĩnh và đảm bảo thực hành đúng hạnh Đầu Đà để ước nguyện của mình được bảo đảm hạnh phúc. Ông Sư Minh Tuệ chia sẻ vấn đề đặt ra là khi nào thì mọi người mới tha cho ông để ông đạt được nguyện vọng của mình. Có lẽ nào ông Thích Minh Tuệ lại phải tìm nơi hẻo lánh để ẩn tu một lần nữa để không còn bị quá nhiễu. Quá khủng khiếp quý vị. Bây giờ ông bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu lần ông đã trốn rồi. Tôi nói cái đám này đó nó như là một cái đám lâu la. Như là một cái đám lâu la chứ thật sự quý vị, nó không phải là một trong những con người nữa rồi. Nó bất chấp quá rồi. Gia đình của người ta đó, bà thì cái như là 78, 75, ông là 85. Mà không có cho cái thời gian nghỉ ngơi quý vị. Nó không cho thời gian nghỉ ngơi. Bất kể giờ giấc, bất kể mọi cái là nó bám đu hết.